ngày 16 tháng 10, Thánh Margarita Maria Alacoque. Thánh nữ Margarita Maria Alacoque sống vào thế kỷ thứ 17. Lúc còn nhỏ, thánh nữ là một cô bé hạnh phúc, luôn yêu mến các đứa tu dạy học ở trường. Nhưng khi lên 10, Margarita Maria Alacoque bị bệnh rất nặng và 5 năm sau mới bình phục. Sau khi thân phụ Margarita Maria qua đời, một người cô đã chuyển tới sống chung với gia đình của ngài. Hai vợ chồng cô chú này đã làm cho Margarita Maria và thân mẫu ngài phải chịu nhiều đau khổ. Hầu như ngày nào, thánh nữ cũng ẩn náu trong vườn để khóc lóc và cầu nguyện. Điều làm cho thánh nữ đau đớn hơn cả là nhìn thấy thân mẫu của mình phải đau khổ. Tuy vậy, Margarita Maria Alacoque cũng biết cách lợi dụng thời giờ của ngài. Vài năm sau, thánh nữ phải quyết định chọn lựa giữa bậc sống tu trì và bậc sống gia đình. Thân mẫu Margarita Maria muốn ngài lập gia đình, và những người thân của thánh nữ cũng muốn như vậy. Họ lo lắng cho Margarita Maria, nhất là khi thấy ngài đem các trẻ ăn xin vào trong vườn để dạy dỗ chúng. Margarita Maria Alacoque có lúc cũng do dự, không biết nên kết hôn hay đi tu. Cuối cùng, thánh nữ đã quyết định dấn thân trong bậc sống tu trì. Margarita Maria Alacoque gia nhập hội dòng Đức Mẹ thăm viếng và trở nên một nữ tu khiêm tốn, có tâm hồn quảng đại. Thánh nữ thường làm cho người khác phải khó chịu vì tính chậm chạp và vụng về. Nhưng Margarita Maria rất được Đức Chúa Giêsu yêu quý. Chính Chúa Giêsu đã thân hiện ra với Margarita Maria Alacoque và tỏ cho thánh nữ thấy người yêu thương tất cả chúng ta dường nào. Chúa Giêsu muốn thánh nữ loan truyền lòng sùng kính đối với thánh tâm người. Đó thật là một điều khó. Quả vậy, nhiều người đã không tin chuyện sơ Margarita Maria Alacoque được xem thấy Đức Chúa Giêsu. Vài người đã tức giận với thánh nữ vì việc thánh nữ loan truyền thứ sùng kính mới mẻ này. Và sơ Margarita Maria Alacoque đã phải đau khổ nhiều. Tuy nhiên, thánh nữ đã hết sức cố gắng để thực hiện ước muốn của Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu đã chúc lành cho công việc và nỗi thống khổ của Margarita Maria. Ngày nay, lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu đã được thực hiện trên khắp thế giới. Sơ Margarita Maria Alacoque được Đức Thánh Cha Benedicto 15 tôn phong hiển thánh năm 1920. Chúa Giêsu đã mặc khải cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque những lời hứa rất cao trọng dành cho những ai tôn sùng thánh tâm người. Một số lời ấy là: Cha sẽ an ủi họ trong những cơn phiền muộn. Cha sẽ thiết lập hòa bình trên nhà của họ. Cha sẽ chúc phúc dư đầy cho công việc họ làm. Cha sẽ chúc lành cho bất cứ nơi nào trưng bày và tôn kính ảnh tượng thánh tâm Cha. Và lời hứa cao cả nhất của Đức Chúa Giêsu là: Thánh tâm Cha sẽ là nơi nương ẩn an toàn trong giờ phút lâm chung cho những ai đã rước mình Thánh Chúa liên tiếp 9 thứ 6 đầu tháng. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Margarita Maria Alacoque cho chúng ta hiểu biết được tầm quan trọng của việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Hôm nay giáo hội cũng cử hành thánh lễ kính thánh Hedwig. Tin mừng net.